lâu rồi hai đứa mình yêu nhau. Mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ong bắn bướm bên góc cạnh bờ ao. Tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Hỡi chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, cười ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò hoan. Tình ơi dở dang như lỡ một cùng. Chuyện xưa qua rồi còn in trong bây giờ cũng thế thôi. Mình ta lẽ nói duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người. Tìm quên để người ơi người ơi. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Mario. Sông Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và trong ngày hôm nay bên em lại giới thiệu một số cái sản phẩm vừa về tại sông Kiên Trung Mario. Ngày hôm nay thì về bên em thì có được một cặp Diatone DS505. Đây là một cái lồng shop em thường xuyên bán và dạo này thì hàng nó cũng hiếm hơn một chút. Và hôm nay thì về được một cặp lựa chọn được riêng nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Nói về Diatone DS5000, xin lỗi các bác, Diatone DS505 thì đây là một trong những cái cặp loa có cái cấu hình rất là bắt mắt, gồm một bát 32 cm, một con trung trầm là 18, một trung cao là 12 và một con chép, một trung trầm 10, một trung trầm 18, trung cao 16 và một con chép 12 cm. Loa thì có chiều cao tầm khoảng độ trên 80 cm, chiều rộng 42, chiều sâu 42 cm và nặng 42 kg một chiếc. Loa có trở kháng là 6 ohm, công suất là 100W cho một chiếc. Một cái cặp loa mà thùng rất là dày các bác nhé, thùng dày, độ sâu của nó cực kỳ sâu luôn, sâu đến 42 cm và nặng 42 kg. Tất cả những cái dòng này thì cực kỳ dễ phối ghép, bởi lẽ cái công suất đáp ứng đầu vào để mà cho cặp loa này nó chỉ có là 30W thôi các bác nhé, nó chỉ có là 30W đây, công suất đáp ứng đầu vào chỉ có là 30W và công suất chịu tải của nó là 100W. DS505 trở kháng 6 ohm, bởi vậy thế nên là cặp loa này rất dễ phối ghép, nó ăn không ăn công suất và nó cho ra cái tiếng cực kỳ là chi tiết, cực kỳ là hào sảng luôn. Như các bác vừa nghe, em mở lại một chút để cho các bác nghe. Tình yêu đã như giấc mộng đêm dài, rất chi tiết luôn. Tình ôm nối tiếng cho số phận nhỏ nhoi. Đấy, tiếng của nó cực kỳ chi tiết và sạch sẽ các bác nhá. Nghe ra thử lại nhạc có thể hát karaoke. Loa thì về trong tình trạng là zin nguyên bản, từ gân zin tuyệt đối luôn các bác nhá. Đây căng lưới của nó rất là đẹp luôn này, em bao căng lưới là đẹp luôn. Và cặp này thì góc cạnh em quay qua một chút cho các bác xem này. Góc cạnh cực kỳ đẹp luôn. Đằng sau của nó đây, đằng sau của lưng loa thì cũng rất là đẹp luôn, phẳng đét luôn, không bể lở. Nói chung một cặp loa đẹp xuất sắc, từ hình dáng, từ hình thức bên ngoài cho đến những nội dung về bên trong. Em bao tin bao xịn và bảo hành cho các 3 tháng. Đối với dòng Diatone này thì em luôn luôn để gân gân zin. Tuy nhiên thì các bác nào muốn muốn thay gân thì bên em sẽ thay miễn phí trước khi giao hàng cho các bác. Bản thân em để gân zin như thế này để cho các bác có cái nhìn khách quan nhất về những cái sản phẩm mà gọi thế nào là hàng bãi, hàng đầu giá từ bên kia về.
Em xin báo giá luôn cặp Diatone DS505 hôm nay về tại Sâu Quyền Trung, một cặp đẹp xuất sắc với cái giá cũng rất là tốt thôi, cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có là 16 triệu đồng cho cặp loa Diatone DS505. Bác nào quan tâm thì bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cho bác cặp loa này. Các bác nào chốt cặp loa này mà muốn thay gân thì bên em cũng thay miễn phí cho các bác cái gân cặp loa này. Tuy nhiên thì có rất nhiều bác như em nói là muốn để một cái một cái gân tiên như thế này thì đấy là tùy các bác thôi. Và cặp loa thứ hai là cặp loa về ngày hôm nay là cặp loa Pioneer E700. Cặp này thì đẹp xuất sắc rồi, thùng gỗ lạ, một cái sản phẩm mà bát 30 cm của màng FB của Pioneer, một con trung là 12 cm, trung giấy nhá, trung giấy, gân vải, bát FB màng FB này, gân vải lụa của dòng này thì rất là đẹp rồi, rất là mềm rồi. Một cặp loa đẹp xuất sắc E700. Lòng E700 như em đã thấy giới thiệu nhiều lần rồi thì nó có hai đời E700. Một đời E700 này là đời này rất là đẹp luôn này, là mặt cây đít cây này, mặt cây đít cây các bác nhé. Cái là mặt gỗ lạ, lưng cũng gỗ lạ và ba bề bốn bên sáu bên đều gỗ lạ cả. Thì dòng này thì bao giờ cũng là màng FB và 8 chấu. Và các bác lưu ý cho em, nó không khác gì cái dòng CS Pioneer CS 700. Nó chỉ có khác biệt duy nhất là cái vạn cái lưới này là lưới vải bố, còn CS 700 là lưới căng cước. Thì bao giờ dòng đấy cũng nhỉnh hơn cái dòng này một chút xíu. Nhưng mà với cái tầm tiền mà chưa đến 9 triệu các bác nhá. Chưa đến 9 triệu cái cặp loa này thì quả là giá cực kỳ là tốt rồi. Em xin báo giá luôn cặp Pioneer CS E700 zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Ngày hôm nay về bên shop Kiên Trung chỉ có một cặp duy nhất thôi. Em để giao lưu với các bác với cái giá rất là tốt luôn, giá 8,8 triệu đồng, 8,8 triệu đồng cho cặp loa này. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Không có cặp thứ hai đâu ạ. Hôm nay em về được một lô săn xui dòng mắt cáo cổ, thì có về được một cặp E700 này, thì em để cho các bác với giá rất là tốt luôn, 8,8 triệu đồng cho Pioneer CS E700 dòng mặt cây đít cây 8 chấu các bác nhé, rất là đẹp luôn. Trên đây là hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay là muốn giới thiệu cho các bác. Mọi thông tin chi tiết mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Video của ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Tất cả các cái giá trên thì đều là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Vì những cặp loa như này nặng hàng tạ, thậm chí là cặp như cặp Diatone là nặng gần tạ, cặp này thì nặng khoảng 50 kg, thì các bác người mua thì sẽ phải chịu phí vận chuyển. Bên em sẽ bán tại shop. Xin cảm ơn các bác, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo. Nhau trong cuộc đời chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ, tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ rơi.